Ở đây có cái ao của nhà nào nuôi vịt nuôi cá này. Lạnh đấy nhỉ? Lạnh cái đấy hôm nay mình lạnh. Hồ mi. Hả? Đừng hồ mi đệ. Chú Thịnh ơi. Nãy rồi, về nãy rồi. Hồ hả? Hồ. 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 Chai nắm bên lèng. Chai nắm nắm bên lèng nắm bên cánh nắm. Lách này. Ao cân mà vậy. Ở đây khói thế trời ơi. Quấy à toàn bấm này nó mèo ô che bơ. Toàn ăn. Ủa cái này là cái bức khai hàng đấy. Là tao ăn đấy đâu, cái xa ô ế. Ủa ô cái mà chưa tao ăn chân này nè. Ủa hắn là ô cái mẹ. Chị ảo ô cái này. Ô cái ảo cái chân đó. Cái cả chân mẹ mới được cắm chứ. Ở đây có cá không các bà? Ủa cái là nó đấy đó, ở tao ô ế đấy thôi. Trời ơi. Lạnh lạnh này. Ô ế chứ đây. Cá đang liên hữu trong cảnh. Cái tàu thì lấy trong cái tam phú về đấy. Chắc hình cái thầy là bên này. Tàu từ tam phú luôn mà. Tam phú chính mình công đồng với chính kiến nhỉ. Từ mà chắc. Bác nói là để tháo qua rồi cứ hạt. Từng đi câu cá không em, câu cá đâu. Thế không câu cá đâu. Bà ơi, rút cái cây cờ kia ra cắm cờ lên đi. Cắm cờ theo cái hàng này chứ. Ờ. Ôi giời ơi, đi xiên cá về nướng được rồi. Ngồi nó cứ cửa đây này. Áo con đây mẹ. Rút ra đi, rút ra mà cắm. Đón vía ngay cạnh bờ ao. Bên khâu đấy, chai nắm này. Bên khâu bên canh. Cứ nhỏ mà là chắc thì có cái đó. Không ra ngoài gần kia nha cu nha. Sợ lắm. Đứng xa rồi đấy, trượt chân xuống. Đi vào trong đi. Trượt chân đi. Trượt chân sợ lắm, đi vào ngồi vào đây sẽ lửa rồi. Đấy, con lại lau cái áo. Ở đâu nhỉ? Ở Mỏ Nhai. Bà ơi, còn thừa thì cắm lên cho cây đàn ba phủ đi bà. À bà mau khoan nào qua bảng đấy bà. À qua rằng đấy. Tại bà mà cắm cân lắm. Mâm này để bên này. Ờ. Đấy. Bỏ phích bỏ ấm ra. Bên này bắt cá mà phính này lắm. Đang thắn vầy đấy.
Nam mi cha lao pất đi đây. Lạnh lắm. Hết Covid rồi, đang này đang cúm. Này đang bị cúm. Ốc biết đọc chưa? Bà bà nè. Biết đọc đến bài nào rồi? Cái ô che hai mâm mà chị ơi. Trong bấm mà. Che hai mâm mà. Trong máy đó. Chào mọi người đang xem. À, hôm nay đoàn vía cạnh bờ ao đây có vịt có cá này. Ôi giời ơi các bà. Các bà ban nãy ra đây buổi sớm thì biết lấy ra củ khoai củ ngô rang nướng. Thế là dễ. Tí làm xong ăn là vừa. Bà trong nhà bảo lấy áo ra để đón vía, bà lấy ra chưa nhỉ? Bà chướng cái gì? Ừ. Áo của bà chứ gì? Bà ừ. Bà bán hết mưa bán áo lẻo đấy đâu. Cứ tè như này. Ừ nhân đang đấy. Cấm, ăn đấy nó lẻo. Để áo mà. Ăn áo bà chướng nó áo. Tè đừng thử nó tè. Bà chướng cái áo bây, cũng còn lại áo mưa đó. Ăn là sáng thầy. Ôi anh này là học trò học sinh mà ơn ấy mà thằng. Này chưa làm. Đã được ăn gì đâu mà làm. Run tay run chân chưa làm được. Cho mọi người nhé, em kết thúc live.